Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, ngành công thương đã song hành cùng các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản đặc sản tại thị trường trong nước. Một trong những giải pháp quan trọng đó là chú trọng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông sản, đẩy mạnh liên kết chuỗi để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm và mở rộng thị trường. Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để phù hợp với tình hình, hoạt động xúc tiến thương mại đã có những đổi mới mạnh mẽ về phương thức triển khai. Trong điều kiện hàng hóa, đặc biệt là nông sản, đặc sản vùng miền, theo mùa vụ bị gián đoạn bởi các biện pháp giãn cách xã hội. Nhưng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, doanh nghiệp, nỗ lực nghiên cứu, ban hành kịp thời cơ chế hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ chương trình, hỗ trợ địa phương kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm và quảng bá nông sản mùa vụ. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Bình Thuận, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Sơn La được Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ hiệu quả trong tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như niên vụ vải thiều nhãn lồng năm 2021, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tiêu thụ tới 60% sản lượng tại thị trường nội địa. Hay như cây sacha inchi, được công ty cổ phần Inca Việt Nam trồng thử nghiệm đầu tiên vào năm 2013 tại Hòa Bình. Đến nay đã phát triển rất rộng rãi tại nhiều tỉnh thành và được xem là loại nông sản đặc sản. Với phương thức canh tác hữu cơ 100%, quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là vận dụng linh hoạt các hoạt động xúc tiến thương mại, các sản phẩm từ loại cây đặc sản này đã từng bước được người tiêu dùng biết đến. Thấy cái cây sachi này nó có cái hay, cái là nó dễ trồng, hơn nữa là nếu như tính theo hiệu quả để mà trồng so với những cây khác thì tôi nghĩ là nó sẽ tăng từ 1 đến 2 lần so với những cái cây, thí dụ như cây chè chẳng hạn. Thì cái này sẽ là gấp đôi đến gấp 3 lần so với lại trồng 1 hectare chè với 1 hectare sachi. Thế hơn nữa lại được các ban ngành đoàn thể ở địa phương người ta cũng tạo điều kiện và cũng hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ cả phân giống để mà trồng cây này. Cho nên là tôi thấy cái cây này là một cái cây nếu làm kinh tế thì có lẽ là tốt hơn so với một số nhiều cây khác. Kế hoạch của tôi là nếu như thuận lợi mà cây này nó hồi trở lại tốt thì chúng tôi sẽ, một là sẽ trồng thêm, thứ hai nữa là sẽ chăm sóc đầy đủ phân và nước thì chắc chắn là cây này sẽ phát triển tốt hơn. Sản phẩm chính là quả, là hạt và sản phẩm phụ là lá. Sản phẩm xuất ra trà dành cho cái kênh thứ nhất là thực phẩm và thực phẩm bổ sung, thì cái việc xúc tiến thương mại là cái việc cần nhất đối với doanh nghiệp, và cũng chúng tôi cũng định hình ra là sản phẩm mới thì phải ưu tiên cho các cái kênh giới thiệu sản phẩm, xác định cái định hướng đưa ra thị trường. Thứ nhất là một là các kênh thương mại điện tử, hai là các kênh bán hàng online, ba là các cái kênh giới thiệu sản phẩm OCOP mà Bộ Nông nghiệp sản phẩm giới thiệu sản phẩm cho chuỗi, cũng như là đặc sản vùng miền, quảng bá hội chợ, cũng như là các cái hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước thì đều được đưa sản phẩm ra để giới thiệu. Ngoài hơn ra nữa thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến kênh thương mại điện tử, cũng là một trong những kênh mà sẽ là thế mạnh của công ty trong giai đoạn tiếp theo trong phát triển thị trường. Chúng tôi đã tổ chức xúc tiến rất là nhiều tuần hàng cùng với tỉnh Sơn La, các vùng đồng bằng sông Cửu Long và phía Nam. Chúng tôi hiện nay đang kinh doanh tới 88 mặt hàng nông sản và thực phẩm theo từng mùa, theo từng mùa vụ. Nông sản cũng như thực phẩm an toàn được bà con đánh giá rất là cao, do là thực phẩm và nông sản rất là chất lượng. Ngoài ra đáp ứng được những cái tiêu chuẩn an toàn chất lượng như Global Gap, Việt Gap. Với nỗ lực của hệ thống siêu thị của chúng tôi thì toàn bộ hàng nông sản vẫn được cung ứng đến tay người dân một cách rất là ổn định. Vì mọi năm tổ chức được rất là nhiều tuần hàng cho tất cả các tỉnh, và không những thế còn làm những cái tuần hàng đặc biệt cho những cái sản phẩm OCOP. Chúng tôi mong mỏi rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ được nhiều địa phương đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hàng nông sản của người Việt mình đến tay người tiêu dùng. Hiện nay nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang bắt đầu chuẩn bị vào mùa thu hoạch nông sản đặc trưng của từng vùng miền. Từ những kết quả của hoạt động xúc tiến thương mại đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thực hiện quyết liệt chỉ thị số 26 CTTTG của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương về tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước nhằm giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại và các đơn vị liên quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối giao thương tiêu thụ nông sản đặc sản cho từng vùng miền. Tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại khi Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa đón khách du lịch, thương nhân thương mại và doanh nghiệp đầu tư. Các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đa dạng hóa nhằm tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho các địa phương, hỗ trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh thương mại điện tử, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí xúc tiến thương mại hàng năm cho các ngành hàng nông sản thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong việc xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của các sản phẩm đặc sản vùng miền. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển ngành hàng sản phẩm nông sản chủ lực, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm vùng miền, kể cả hình thức trực tiếp và gián tiếp. Chú trọng tới hệ thống phân phối trong nước thông qua tháng hành động, tuần lễ nông sản vùng miền do Cục Xúc tiến Thương mại và các đơn vị liên quan chủ trì triển khai. Trung tâm sẽ tham mưu cho Sở Kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp đã triển khai các hoạt động xúc tiến, đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông và chú trọng đến công tác tập huấn và đưa bán hàng trực tuyến trên cái sàn thương mại điện tử. Và đặc biệt là khi mà tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát thì về cơ bản cái chuỗi tiêu thụ nông sản cũng không bị đứt gãy nhiều và các sản phẩm đã được tiêu thụ cơ bản hết các sản phẩm của tỉnh. Và những cái chuỗi sản phẩm nông sản của chúng tôi hiện nay thì đã được đưa vào các cái chuỗi siêu thị lớn như Bixi rồi Aeon, Lotte và một số cái siêu thị của Mega Market. Chúng tôi mong rằng là trong cái đợt quảng bá này để cho nhân dân cả nước cũng như đặc biệt là thành phố Hà Nội biết đến nhiều hơn nữa cái sản phẩm mà của Sơn La, đặc biệt là những sản phẩm chủ lực đặc sản của Sơn La mà phục vụ cho cái việc tiêu thụ trong thời gian tới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các cái nghị quyết của Chính phủ trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ các cái đặc sản nông sản cho các địa phương theo các mùa vụ, với những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã đúc rút được qua của năm 2021 thì đến năm 2022 thì với các cái hoạt động mà chúng ta sẽ đi vào những cái hoạt động cụ thể, và bản thân với các địa phương thì cũng sẽ rút được kinh nghiệm trong cái việc của cái mùa vụ năm 2021 để mà thực hiện cho năm 2022 làm sao có hiệu quả hơn, cũng như là các cái cơ quan xúc tiến thương mại của cả trung ương cũng như là địa phương trong cái việc mà phối kết hợp với nhau để thực hiện các hoạt động nó mang tính bài bản và nó có chuyên sâu để hỗ trợ cho việc tiêu thụ các cái nông sản đặc sản này. Thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể đúc rút từ những cái kinh nghiệm của những cái năm về trước, cũng như là cái việc phối hợp nhuần nhuyễn hơn để mà cải thiện trong cái việc mà thúc đẩy tiêu thụ các cái đặc sản nông sản ngày càng có hiệu quả. Với quyết tâm của Chính phủ, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, hoạt động phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh đã nhanh chóng phục hồi. Chuỗi cung ứng và gia tăng nhu cầu tiêu dùng đối với mặt hàng nông sản chắc chắn sôi động. Do vậy, việc tổ chức linh hoạt các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục là kênh hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong tiêu thụ các loại nông sản đặc sản của Việt Nam ngay tại thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng trong nước.